Hiện nay sản phẩm kem chống nắng La Roche Posay đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, có khả năng kiềm dầu và dưỡng ẩm nhẹ cho da, đem lại cảm giác khô thoáng trên bề mặt da vô cùng hiệu quả. Trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng kem chống nắng La Roche Posay, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này. Vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem chống nắng La Roche Posay, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng chống nắng cao, với SPF 50 cộng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, có khả năng kiềm dầu và dưỡng ẩm nhẹ cho da, đem lại cảm giác khô thoáng trên bề mặt da. Ngoài ra, nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này, thì lại cảm thấy thích nhất ở em này là khi sử dụng mang đến cảm giác khô thoáng, không nhờn dít, không gương liệu, không để lại vệt trắng hay vân trên da với kết cấu lỏng nhẹ. Ngoài ra, kem chống nắng La Roche Posay còn giúp kiềm dầu lâu trôi, không gây bí bít, không gây nổi mụn thêm, không gây kích ứng. Bảo vệ tốt, thích hợp chống nắng cho da dầu lẫn da nhạy cảm nữa nhé. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng kem chống nắng La Roche Posay này đều khen cả. Da của trẻ nhỏ vốn nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Nếu bạn thường xuyên cho con hoạt động ngoài trời, bơi lội, tắm biển, thì nhất định phải cho bé dùng kem chống nắng nhé. Ngoài bảo vệ da khỏi bị ung thư, kem chống nắng còn giúp làm giảm cháy nắng, sạm đen, khô da, ửng đỏ và bỏng rát. Hiện nay, kem chống nắng trẻ em La Roche Posay của Pháp là sản phẩm được yêu thích. Công thức chống nắng nhẹ dịu, lành tính cho da trẻ em, nhưng bảo vệ da rất tốt trước tia UV. Ngoài ra, khả năng cấp ẩm nhẹ và kháng nước mang lại sự dễ chịu khi dùng, nên các mẹ cứ yên tâm cho con mình sử dụng em này nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.